thử ông đồ chỉ lấy 30.000 thôi. 30.000 vừa đẹp mà vừa có lọc. Cảm ơn ông đồ nhiều. Chị Tôn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Lộc sẽ ghi hình cho cả nhà xem về phố Ông Đồ những ngày giáp Tết nha cô bác. Mùa xuân của thành phố Hồ Chí Minh hay quận nhất nha cô bác. Rồi bây giờ mình đi vào bên trong của phố Ông Đồ nha cô bác. Con cô bé này happy quá. Wow, con bé này happy quá nha cả nhà. Hôm nay là 19 tháng Chạp. Mình sẽ ghi hình cho cô bác xem về cái phố Ông Đồ của quận nhất Hồ Chí Minh cô bác. Qua cái lưu, qua cái lưu. Đang dây luôn rồi. Hôm nay mình theo cái như cô người mẫu này nha cô bác. Thấy hơi bị happy nha.
chào em. Em dạ, rồi mình ở đâu tới đây tham quan em? Dạ, em ở tỉnh Lan. À, ở tỉnh nào em? Em ở Tiền Giang anh. Ồ, Tiền Giang ha. Dạ. Người Tiền Giang. Người của phẩm chất của miền Tây. Tiền Giang ở đây luôn hả? Dạ. Rồi em đi với ai? Đông không? Bạn đông không? Em đi với bạn, bạn đang tới. À dạ. À, đi sớm không mà đến đây cũng hơi sớm nha. Dạ em đi từ lúc 7 giờ. Ồ vậy đó hả? Nhìn nhìn nước mặt lên tới chị. Chỗ này nhiều quá. Qua chỗ khác là vậy. Giữa đô thị, giữa cái khu phố Ông Đồ này, hình như ai cũng là áo dài. Mình bất chợt gặp được một con người mẫu này hippie quá cái câu quá. Đi theo cô hôm nay coi. Em ơi, cái mặt ở bên phía sau không thấy người à. Bạn em gần tới chưa? Dạ, bạn em đang trên đường tới. Ồ, vậy hả? Em thấy như sao? Em thấy phố Ông Đồ hôm nay như sao? Trời, quá ư là thiệt, quá đẹp luôn. Hôm nào cũng có được cái cảnh lý mọi người đúng lúc luôn. Thì hôm nay may mắn được gặp em ha, giao lưu với khán giả tí nha. Đúng rồi. Kéo áo dài luôn. Và không thể thiếu những cúc mâm xôi của làng hoa Sa Đéc này. Năm nay hoa Sa Đéc đứng đầu về hoa cúc mâm xôi màu tím nha.
Rồi bây giờ mình đi ra phố Ông Đồ nha cô bác. Mình sẽ dạo một vòng quanh phố Ông Đồ cho cả nhà xem những anh vẽ như là cho chữ. Rồi tiếp theo nữa mình ra mình xem những anh viết thư pháp nha cô bác. Bên đây hôm nay phố Ông Đồ thì cũng nghẹt cứng luôn nha cô bác. Wow, rực rỡ quá. Để chị đi qua đi chị. Rồi tiếp tục mình đi theo cái phố Ông Đồ hôm nay nữa nha cô bác. Cô bé này từ Tiền Giang lên, cô bé quá dễ thương. Cô bé đã gặp được bạn rồi nhưng mà vẫn đi theo mình để làm cho xong một cái video của phố Ông Đồ năm nay nha cô bác. Như là vô tình mình được cái người mẫu này, hay quá cô bác ơi. Bất chợt nãy giờ mình ghé có chọn được cái gì chưa? Thì sẽ chọn Ông Đồ đầu tiên. Ồ vậy hả? Mình ghi một cái chữ mà mình thích. À. Các bạn theo mình nha. Rồi, vậy là sau một vòng cô quyết định chọn cái ông Đồ đầu tiên để xin chữ. Bây giờ cô bác xem cái ông Đồ cho chữ như thế nào nha cô bác.
khi đi một vòng thì cô quyết định chọn cái ông cò chỗ này. Thì cô thấy ông cò chỗ này có vẻ hay sao đó. Vậy là đi một vòng và quyết định là chọn xin chữ ông đồ chỗ này nha, phải không? Đi cái ông đồ này dễ thương nhất. Cho nên cái ông này đẹp trai nữa. Chọn một chữ ở chỗ ông đồ này. Rồi em mua ba ly xì thế làm sao? Tính mua ba ly xì hả? Tên Lộc, Lộc Chi Tôn. À, anh Lộc. Mọi người mà có lên nhà quán thanh niên thì liên hệ với anh Lộc. Chụp hình cực kỳ đẹp, chân dung cực kỳ dễ thương luôn. Ừ, cảm ơn em. Kênh YouTube của anh là Lộc Chi Tôn. Lộc Chi Tôn ha anh? Dạ, đúng rồi. Em cứ về follow anh Lộc Chi Tôn. Ừ, cảm ơn em nhiều. Hên đầu năm đi chụp hình mà gặp được anh Lộc, đúng may mắn. Tên Lộc luôn. Đúng may mắn của em luôn. Wow, cho coi là cái cho chị thêm 2024 nha. Ồ, nhẫn hả? Nhẫn. Để cho mình nhẫn nại năm mới mình mọi thứ dù có khăn mình vẫn nhẫn nại. Dù có được mọi thứ nhau. À, kỷ niệm từ nhẫn năm 2022. Chỉ cần chị quay xong rồi. Lại có lòng đầu năm nha mọi người. Quá dễ thương. Người phụ nữ Tiên Giang. Chị có kênh không? Chị có kênh gì? Đây. Kênh của anh Lộc. Kênh của anh luôn. Cái này là vô tình đi chạy dạo vòng cái ảnh thấy đi một mình đó. Cái sao mà nó hỏi đi đâu vậy? Nó lộn rồi. Cho chị đang chạy. Thấy chị tới sớm quá. Đúng rồi, đến từ lúc 7 giờ đó. 7 nãy giờ thấy chị mà. Đây mới vừa tới. Em follow kênh anh. Rồi, cảm ơn em nha. Anh Lộc gì nhờ đây? Lộc Chi Tôn anh. Lộc Chi Tôn. Cảm ơn cả nhà đã xem video của em nha. Cảm ơn mọi người nha. Nhớ đi nhà quay nhà với thành viên chụp hình nha. Lộc Chi Tôn đúng không ạ? Kỳ là rẻ cho mọi người. Viết một cái chữ ông đồ chỉ lấy 30 ngàn thôi. 30 ngàn thôi. 30 ngàn vừa đẹp mà vừa có lọc. Cảm ơn ông đồ nhiều. Cảm ơn. Thế là mình đã có lọc
đầu năm rồi, con ghi giùm cô là tháng 1 2021. Đúng rồi, này con y dạ. Hạnh phúc bình an trước à, đúng không? Dạ, chúc mừng sinh nhật Văn Loan. Cái này viết màu vàng hay màu gì không? Cũng không nghĩ màu vàng. Màu vàng. Cái con cũng bỏ ra màu gì thế thì thế là xong nha. Dễ tắm bao nhiêu em? Dạ, tắm này 150. Nhóm mình đặt đây này. Thì vô được đấy nhưng mà không biết đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái này trên này cái nào, cái này là có phân loại 100, phân loại 120, phân loại 500. Quay qua đây nữa nha. Anh chị em